Mến chào các bạn cùng đến với Phút Suy Niệm và Cầu Nguyện với Thánh Vịnh. Hôm nay là ngày thứ tư tuần thứ ba mùa Phục Sinh. Chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện với lời của Thánh Vịnh 66. Thánh Vịnh 66 là bài hát tạ ơn, ca khen sự vinh hiển của Thiên Chúa và những việc kỳ diệu của Ngài. Lời của Thánh Vịnh khuyến khích chúng ta hãy tin nhận vào quyền năng sự thần tính của Chúa và công bố những việc kỳ diệu của Ngài. Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa có thể đánh bại kẻ thù và đưa chúng ta ra khỏi mọi thử thách. Ngài kêu gọi chúng ta hãy thờ phượng Thiên Chúa với lòng tôn kính và hãy luôn tạ ơn Ngài vì những công việc vĩ đại của Ngài đã thực hiện. Thánh Vịnh cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta nên hiến dâng cả cuộc đời của mình cho Thiên Chúa và hãy vâng phục Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Toàn thể đất nước hãy reo vui mừng Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Ngài, hãy kính dâng Ngài lời khen ngợi hiển vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy tới và hãy nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Ngài thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Người biến bể khơi thành nơi khô cạn. Người ta đã đi bộ tiến qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa với quyền năng Ngài thống trị tới muôn đời. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.